Công việc diễn xuất của Jun vô cùng áp lực và căng thẳng. Ví dụ giống như là đứng thật lâu với anh đèn công suất lớn, hoặc là make up mỗi ngày. Vì vậy da của Jun rất cần được chăm sóc một cách hợp lý. Nhưng mà dường như là Jun không có thời gian để gặp bác sĩ da liễu. Các bạn đừng lo nha, Jun có một bí quyết vô cùng đặc biệt, đó chính là Effortless Spot Scan. Đây là một ứng dụng chẩn đoán mụn được phát triển cùng với các bác sĩ da liễu với hơn 6.000 hình ảnh từ các đối tượng và nhiều tình trạng da khác nhau. Chỉ cần vài thao tác đơn giản thôi thì Effortless Spot Scan sẽ đưa cho Jun biết được tình trạng của Jun như thế nào, cũng giống như là đưa ra những liệu trình chăm sóc da vô cùng hợp lý. Ok, vậy thì bây giờ Jun sẽ chỉ dạy các bạn nhé. Trước tiên thì mọi người hãy truy cập vào vn.spotscan.com bằng điện thoại. Các bạn cũng có thể tìm link này ở trên fanpage của La Roche Posay. Nếu như sử dụng bằng app của Facebook thì chúng ta hãy bấm vào nút 3 chấm ở góc phải màn hình và chọn Open in Safari. Được rồi, và bây giờ chúng ta hãy chọn kiểm tra da nhé. Tiếp theo chọn cho phép Spot Scan phân tích tình trạng da của bạn, sau đó bấm cho phép để bắt đầu chụp hình nha. Chúng ta chỉ cần selfie 3 tấm hình thật đơn giản để Effortless Spot Scan có thể chẩn đoán da mụn cho các bạn. Để kết quả tốt nhất, chúng ta hãy tìm một nơi ánh sáng thật là chan hòa, sau đó xoay mặt theo đúng yêu cầu cho đến khi 3 dấu xanh và nút chụp hình xuất hiện là ok. Wow, có kết quả rồi đây, nhanh quá ta. Kết quả là phía bên trái của Jun có một nốt mụn và hai vết thâm. Đúng là không có Spot Scan thì không nhận ra được luôn. Và liệu trình mà Effortless Spot Scan khuyên dùng đó chính là những sản phẩm rất là chất lượng từ La Roche Posay. Đây cũng là những sản phẩm mà Jun đang sử dụng rất là tốt nha các bạn. Và các bạn ơi, có một lưu ý là Effortless Spot Scan không thể thay thế được bác sĩ da liễu đâu. Vì vậy, ai đang có tình trạng da mụn thật là nghiêm trọng thì hãy tìm gặp bác sĩ da liễu ngay nhé. Các bạn hãy thử trải nghiệm Effortless Spot Scan phòng khám 4.0 để click nhanh tay bay hết mụn nha.